đang ở đường Đinh Tiên Hoàng và Miếu vào đường Nguyễn Đình Chiểu. Trời giờ này gần 4 giờ chiều, ngày hôm nay trời âm u, mây quá trời, màu sắc chán, chán dữ. Đây là vào đường Đinh Nguyễn Đình Chiểu. Khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu này cơ quan nhà nước cũng có và đặc biệt nó đại sứ quán rồi. Đường Nguyễn Đình Chiểu này, khu vực đường này cũng có rất lâu rồi, với những cây cổ thụ tương đối lớn, có từ phố từ mầm non thành phố. Giờ này bắt đầu phụ huynh đi bỏ con. Ở trên đường này chúng ta đang cắt giao với đường Mạc Đĩnh Chi. Thank you.
đang tính Tết Việt rồi. Còn 2 tháng nữa mà. Bây giờ biết là chị nói em. Khó làm hay. Tiếp tục tới mùa.